Mỗi quạt hả? Tôi chuẩn bị chạy đi đường quá. Em mẹ nắng qua đâu. Mỗi quạt hả con? Tại cái quạt ở dưới nó bé nên nó không dám cho nó cầm. Hôm nay cầm được cái quạt quạt rồi Ui đấy. giời, ui giời. Tức mặt rồi, đây, cầm tức này. mặt rồi. Để đưa cho nó, để cho nó tự cầm. Không, cầm cái cán. Không cầm cái cán. Nè. Đưa mà đưa không có chuẩn. Ui giời ơi, trừng mặt ơi, trừng Trừng mặt mắt không ơi. có. Số trái mặt lại. Ui giời, bắt rồi. Con á. Kê tí tận mà đừng mà đập vào mặt nha. Đừng cứ vô, cho nó vô mắt con. Sợ nó vô mắt nó thôi. Cái tay này khờ lắm nè. Cái tay đã làm gì á, nó không bao giờ nó chịu cầm. Tay nó chỉ ngồi đếm tiền đi thôi. Đứng đây cái. Anh nhìn 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 cái đó nó lít vô mắt á. Mua điều gì vậy?